Liệu có chặt chịu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi nhất vào thời điểm này. Có thể hiểu được sơ đồ chiến thuật không chính xác của số 1 ở vị trí tiền đạo cắm. Như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup 2019 đã bắt đầu. Không việt vị, hết sức nguy hiểm. Pha bóng tưởng rằng đơn độc của Subhasai, nhưng khống chế Subhasai đã có được cú đáng thì nói là hóc hiểm, khiến cho Đặng Văn Lâm phải bó tay, nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Rất nguy hiểm. Cú đá là của Thitipan. Đây là pha bóng mà không thật sự dứt khoát của Trọng Hoàng. Trước đó là nỗ lực tranh bóng bổng của Duy Mạnh. Thitipan đã thực hiện cú vắt bóng bằng chân phải, có thể nói là rất kỹ thuật. Tiếp bóng nhanh. Cú đá là đương kim vô địch Buriram United, đội chủ sân Chang Ai Ra hiện nay đang xếp thứ hai tại Thái Lịch sau cả Thái Lan. Văn Toàn đột phá dứt điểm. Cú đá không thật sự đầy đủ lực của Văn Toàn, người đã phá bóng trong tình huống vừa rồi trước tầm tay của thủ môn Cao Win là hậu vệ Suphan. Văn Toàn đang rất sung sức, khả năng gây đột biến rất cao. Khá nguy hiểm. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã rung lên. Có lỗi rồi. Trọng tài người Nhật Bản Ida Junpei đã quan sát và bắt lỗi cầu thủ Thái Lan. Như một lần nữa, tình huống cố định lại khiến cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chao đảo. Đây là pha bóng 2 trong 1 mà người ta vẫn thường thấy ở các cầu thủ chạy cánh có khả năng xử lý bóng xoáy. Bóng thường hướng tới phía cột xa và nó luôn khiến cho các thủ môn ở một tình thế cực kỳ khó xử. Đặng Văn Lâm trong tình huống này cũng vậy. Rất may là trong pha tranh chấm trước đó một cầu thủ của đội. Và nói một cách tận cùng thì nếu như Thái Lan họ có đá tốt và chúng ta có một bộ đôi so kè thì cũng hay. Câu trả lời của Hoàng Công đó chính là Công Phượng. Rất đáng khen cho pha tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam, trong đó có cú dứt điểm cuối cùng là của Công Phượng. Trước khi Công Phượng nhận bóng thì Quang Hải đã nhấc chân tạo ra một tình huống rất sáng sủa. Khoảng trống, sút bóng, không vào. Cú đá của Quang Hải, bây giờ chúng ta mới thấy Quang Hải lên tiếng. Bóng đi trên cột dọc trong gang tấc. Quang Hải giành chân. Một pha dứt điểm khó, tuy nhiên Quang Hải cũng đã khá nhiều lần thành công ở kiểu dứt điểm này. Tất cả chúng ta đều tiếc nuối với pha chạm bóng vừa rồi của Quang Hải. Một tình huống cố định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắt chiu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của ông Bang So với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Bang So, những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì Anh Đức đã bị chuột rút thật rồi, nhưng đó là
cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huynh đã chơi có thể nói là rất lung túng, anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huynh phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến lúc này khi mà thời gian còn lại quá ít. Và nói rằng ông sẽ dựa vào bộ khung những cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản, tại G-League. Hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu. Ở hiệp 1, cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phải màn hình nhỏ của bạn. Pha can thiệp đầu tiên là của Quế Ngọc Hải với một tình huống bật cao và ngay sau đó là tình huống áp sát của Trọng Hoàng. Tốc độ của Văn Toàn. Không vào. Trận đấu diễn ra chưa được 20 giây chúng ta đã có một cơ hội. Bóng được truyền lên từ Hồng Duy và Văn Toàn đã bắt tốc độ. Đó là điều thú vị mà tôi chờ đợi ở trận đấu này. Đội tuyển Thái Lan mở đầu bằng một đường truyền dài nhưng gần như ngay lập tức đội tuyển Việt Nam trả lời cũng bằng một đường truyền rất nhanh của Hồng Duy ở tuyến dưới và tốc độ của Văn Toàn, người được lựa chọn đá chính trong trận đấu này, phát huy được tác dụng. Cầu thủ ra cánh trái Thiraton đá phạt góc. Pha đẩy bóng ra của Văn Lâm. Trên sân lúc này Thái Lan có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở G-League. Người hâm mộ đang sát cánh với đội tuyển. Quả đá phạt cho cao thủ Thái Lan. Trọng tài thổi phạt Quế Ngọc Hải. Pha đi bóng của Titipan, cầu thủ đang chơi tại G-League cho Uita Trinita. Đội bóng đang xếp thứ 8 G-League. Bóng đập hàng rào. Là những tình huống xử lý mang tính mẫu mực. Có khoảng trống. Quang Hải. Văn Toàn. Văn Toàn xoay sở nhanh và bật vọt rất tốt. Tristan Đỗ là người vừa kịp thời can thiệp. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đá phạt góc là Đỗ Hùng Dũng. Quả phạt góc ở tầm thấp. Tuyến hai dứt điểm. Rất tiếc là bóng đi quá bổng. Cú đá của Tuấn Anh. Khi mà Tuấn Anh đá với Hùng Dũng giữa sân thì đương nhiên Tuấn Anh sẽ có thể chơi tự do hơn. Còn Hùng Dũng thiên về phòng ngự. Vẫn là cánh trái. Rất may là bóng đi chạch cầu môn. Một tình huống Văn Lâm đã băng ra tuy nhiên không thể đấm bóng. Titipan đã tiếp cận cầu môn. Trong cả hai tình huống tạt bóng liên tiếp vừa qua thì Titipan luôn là người tiếp cận. Nếu như ở quả tạt bên phía cánh trái, Titipan có phần vào sớm hơn thì ở tình huống cuối cùng, sự nguy hiểm đã có cơ hội xuất hiện trước khung thành của Đặng Văn Lâm. Suva Chok là người thường xuyên ra sân bên trái hỗ trợ cho Thiraton. Trọng tài đã thổi phạt Duy Mạnh. Pha treo bóng của Thiraton.
Đặng Văn Lâm đã bắt được bóng. Thì các hậu vệ Việt Nam, những người nhỏ bé hơn cũng đã thường phải đối mặt với những tình huống tương tự khi đối mặt với các tiền đạo ngoại. Một tình huống nguy hiểm, lỗi việt vị. Đã có lỗi việt vị, tuy nhiên đó là tình huống mà chúng ta phải hết sức rút kinh nghiệm. Cú đá lên của Văn Lâm đã không được như ý. Một phần lỗi do sân trơn. Chu Văn Chốc rất nguy hiểm. Không phải lần đầu tiên Chu Văn Chốc có pha đi bóng bẻ vào trong và thực hiện tình huống dứt điểm. Đã hơn một lần trong trận đấu này, Đỗ Duy Mạnh bị đối phương có phần qua mặt khi gạt trái bóng vào trong thay vì đi xuống sát đường biên ngang. Đây là tình huống mà có lẽ là Duy Mạnh cần phải rút kinh nghiệm. Khoảng trống của phần sân còn lại rõ ràng là không quá lớn và đối phương sẽ không có xu hướng đi xuống biên mà sẽ có nhiều hơn những tình huống bẻ vào trong. Chan Athip rất nguy hiểm, vẫn còn liên tiếp những tình huống tạo sức ép. Cầu thủ đang chơi cho Bong Thong. Chúng ta xem lại pha dứt điểm bóp hẹp của Titipan. Đây là cầu thủ rất toàn diện. Nguy hiểm, Chan Athip, Bùi Tiến Dũng và một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đã kịp thời bắt vào. Rất nguy hiểm, liên tiếp những cú sút xa. Điên đánh sở trường của Nhật Bản và Thái Lan trong quá khứ đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Có thể nói là cả 6 cầu thủ đá ở trên cao nhất của Thái Lan đều có thể sút xa. Từ Suvachok, Titipan, đường chuyền vào là của Tristan Đỗ, không có lối về vị của cầu thủ Thái Lan. Trọng Hoàng đang nằm sân. Trong thành phần sang Thái Lan lần này, ban huấn luyện đội Việt Nam có 3 người đồng hương của ông Park Seo cũng chơi cho Lucky Hoon Star. Trước khi Kiat Isak trở thành một ngôi sao lớn của Thái Lan thì Piat Popion là biểu tượng của bóng đá Thái. Công Phương có thể dứt điểm không được. Cú đá là của Hùng Dũng. Trong tình huống này thì Manuel Bia và thủ môn Sivarak đã chơi không ăn ý. Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ công thủ toàn diện, nhưng đá ở đội tuyển anh phải gánh trọng trách phòng ngự nhiều hơn. Giữa Indonesia và Malaysia và lúc này đang có tỷ số là 2-1. Hai bàn thắng của Indonesia đều thuộc về Beto, trong khi đó bàn gỡ của Malaysia thuộc về Sumare. Nên nhớ là Indonesia thuộc nhóm bốc thăm có thể nói là yếu nhất tại vòng loại World Cup châu Á. Đây mà họ đang dẫn Malaysia. Điều đó đủ để chứng tỏ rằng bảng đấu này sẽ là rất khó lường. Đột phá chân trái, cú đá trúng đích, nhưng nó không tạo ra một đột biến quá lớn với tình huống dứt điểm cuối cùng. Cú đá đi đúng vào vị trí của thủ môn Sivarak. Khi mà Trọng Hoàng đã xong vai trò của mình thì Văn Thanh còn khỏe vào và chúng ta đã phần nào đó đè lại được cánh của đội bạn. Văn Toàn tiếp tục dẫn vào, chuyền ngang không được. Văn Toàn, Quang Hải vẫn không được. Công Phượng
rất tích cực. Tiếp tục là Công Phượng, đường chuyền dành cho Văn Toàn, trình bóng dứt điểm rất tinh đâu đối mặt. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt với thủ môn đội bàn Sarawak. Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội, một pha bóng không dễ gì có được. Pha phối hợp của hai người bạn thân Công Phượng và Văn Toàn đã có tiểu xảo nhất định từ Thiraton, và ở thời điểm cuối trận khi mà sức đã xuống thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức dướn của Văn Toàn. Tôi nghĩ rằng trong tí vừa rồi thì Thiraton đã chơi bằng tất cả những Subachok. Trận đấu đã có tất cả 17 lỗi, 10 lỗi thuộc về đội chủ nhà. Thiraton đánh đầu, pha dứt điểm của trung vệ cao 1m90 Vansa Hemvibun. Có cảm giác là những trải nghiệm với bóng đá đỉnh cao của Thái Lan đã giúp cho Đặng Văn Lâm chững chạc hơn, có thể chỉ huy tốt hơn những pha bóng cố định và khống chế tốt hơn những quả bóng bổng. Chọc khe không biết vị, một mình giữa 4-5 cầu thủ, rất đơn độc. Pha xử lý của Văn Toàn đơn độc như anh đã hết sức nỗ lực. Một mình giữa 5 cầu thủ đội bạn. Đúng là như cái cách mà Văn Toàn vừa giải thích với các đồng đội, không có ai cả, không có ai dâng lên đủ nhanh để có thể tạo ra một tình huống phù hợp với số 9. Tuy nhiên cầu thủ Thái Lan vẫn chứng tỏ được kinh nghiệm và sự lão luyện của mình. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Một trận đấu rất căng thẳng và trọng tài đã phải nhắc nhở bao nhiêu cả hai đội. Bùi Tiến Dũng với nỗ lực ngăn chặn Chanathip Songkrasin. Quả chuyền, cú sút rất đáng tiếc lại bị trượt chân trụ. Đó là Công Phượng. Thời gian vừa qua Công Phượng không được thi đấu nhiều ở câu lạc bộ Saint Truiden tại Bỉ. Hết sức đáng tiếc cho một cầu thủ có trình độ và vào sân còn khỏe như Công Phượng. Anh đã dồn lực toàn bộ cho cú đá. Văn Lâm cầm sút đẹp đi nhiều, xuất sắc, rất xuất sắc, rất xuất sắc. Tỷ số vẫn là không đều. Subachok là người đã có cơ hội ở đúng khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu trên sân Thammasat. Văn Thanh đã có phần chủ quan trong tình huống này. Tình huống băng ra đầu tiên của Văn Lâm là hợp lý, và ở khoảnh khắc cuối cùng quan trọng nhất Văn Lâm vẫn đứng đúng chỗ. Rất may cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống có thể nói là hú vía, nhưng ở thời điểm quan trọng nhất thì cầu thủ áo đỏ vẫn đứng vững. Kết quả hòa không đều trên sân Thammasat của Thái Lan ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.